U là trời, mới vô thôi đã có bạn bắt được con rồng luôn rồi rồi mọi người ơi. Wow, hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Cái này á thì các bạn phải câu bóng sâu ở chỗ vùng nước xoáy mới được nha. Thì vùng nước xoáy á, thì các bạn đi ra chỗ bãi biển một xíu, ngay đây là các bạn ta có vùng nước xoáy để câu rồi nè, nhưng mà bóng sâu mới được nha mọi người ơi. Để mà lên được con cá này á thì mọi người nên chế tạo cho mình cái mồi ở chỗ chơi khu chế tác nha. Nó sẽ có một cái mồi để câu đặc biệt để mà câu rồng đó mọi người. Nhớ tới đó chế tác nha. Clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người làm tất cả nhiệm vụ luôn nha. Và đã có bạn mở ra được chiếc xe luôn này mọi người. Trời ơi sao mà hên như vậy, mình mở 20 vé ở clip trước nhưng mà không ra. Bạn nào mở ra nhớ nhảy dưới cho anh nha, bữa sau anh sẽ mở tiếp. Và cái xe này á, để mình xem thử là nó chạy như thế nào nha mọi người. Chạy thử em ơi. Rồi, hình như á, xe này nó chạy như là cái chiếc xe trong cái kia là nó nẹt bô đó mọi người, kiểu nó nẹt bô nó chạy nha. Là để tăng tốc á, thì cái xe này á, thì tăng tốc là hình như là tăng tốc 11, tốc độ 6 hay là tốc độ 8. Đó đó, có đúng không mọi người? Nó nẹt bô nó chạy lên trời đất ơi. Đây là cái xe VIP lần đầu tiên luôn thì phải. Nếu như bạn nào kiếm được cái xe VIP lần thứ hai thì để lại bình luận phía bên dưới nha. U xịn chưa mọi người kìa, nó nẹt bô nó chạy kìa. Nếu như các bạn nào thấy bạn nào cầm con rồng như thế này á thì các bạn nhớ lấy máy ảnh ra để chụp nha. Và để chế độ là toàn màn hình cho mọi người thì chụp nó sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ á. Còn nếu như bạn nào mà không có, bạn nào mà có con rồng này á thì các bạn vô trong phần bè của mình, có một bạn tên là FVVAKL đó mọi người, và nhắn tin với bạn này kêu là bạn chụp hình giùm mình nha để hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Đây, bạn nào hên thì có mới vô đó có một con rồng rồi. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm hết tất cả nhiệm vụ nha. Đầu tiên á thì mọi người hãy làm nhiệm vụ của thanh mục nha mọi người. Phải làm nhiệm vụ của thanh mục trước á thì các bạn mới làm được những NPC còn lại nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ đây. Thanh mục á thì làm hết nhiệm vụ á thì các bạn sẽ nhận được một mớ xu luôn á các bạn ơi. Rồi đầu tiên sẽ được 95 xu là đi nói chuyện với lại là ai đây? Thanh Long thì phải, Thanh Mục, Thanh Long và Thanh Đệ nha mọi người. Ba NPC mới để cho mọi người làm nhiệm vụ nha. Rồi chỉ là nói chuyện thôi, xong rồi quay trở lại trả nhiệm vụ luôn. Mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết luôn nha, cho nên là mọi người nhớ xem kỹ video nha. Đừng có bỏ lỡ khúc nào, lỡ nó không quên cái khúc đó là không được. Rồi, đó là nhiệm vụ đầu tiên, qua nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai này hãy đưa viên ngọc này cho là Thanh Long. À, kiểu như chủ đề như ngày hôm nay là các bạn kiểu như ông Thanh Đệ nó rầm rớt viên ngọc phải đi tìm lại mọi người. Rồi nhận nha, nhận ba lên 280 xu nữa nè. Rồi làm tiếp nhiệm vụ luôn của Thanh Long luôn. Hãy đi tìm đệ tử. À đây đây đây, Thanh Long, Thanh Long đây. Mình bây giờ mình chạy ra ngoài Thanh Đệ nha mọi người. Thanh Đệ thì ngoài đây đó, các bạn thấy cái lốc xoáy ở ngoài kia không? Thì bạn nào muốn đi câu rồng á thì câu bóng sáu ngoài đó nha. Nhờ bóng sáu thì hơi bị khó câu á, nhưng mà bóng sáu khó câu, nhưng mà mọi người hôm nay là tập trung ngoài địa điểm đó cũng hơi bị nhiều luôn, cho nên là cũng có giật bóng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đưa Thanh Đệ đến đi dạo quanh cây A nha mọi người ơi. À, dạo quanh cây A nha. Thì nó dẫn mọi người tới đâu thì mọi người chỉ việc đi tới đó thôi là sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ luôn. Rồi địa điểm thứ hai nè, đủ chưa, đủ chưa? Rồi phải tới 3 địa điểm à, làm phải 3 địa điểm thì mới hoàn thành được nha mọi người. Ui tiếc ghê, hồi sáng mình mở 20 hộp nhưng mà không ra được cái phương tiện mới mọi người ơi. Phương tiện mới thì kiểu chỉ có một chỗ thôi mọi người, nhưng mà nhìn nó ngầu quá, kiểu nó ngầu quá. Rồi xong nhiệm vụ rồi, mình lại tiếp tục làm nhiệm vụ của Thanh Mục nha. Lần thứ mấy rồi ta, thứ ba thứ tư gì đó, nhưng mà làm tiếp tục nha mọi người là đưa đồ ăn nè. À, phải lấy đồ ăn từ chỗ Thanh Long thì phải. Rồi lấy Thanh Long nha. Alo. Thanh Long rồi, lấy Thanh Long tới cho Thanh Mục ăn luôn. Rồi. Trả nhiệm vụ luôn. Nói chung là nhiệm vụ trong sự kiện lần này thì cũng không khó đâu mọi người ơi. Nó có khó một cái là nhiệm vụ đi câu 100 con cá, nó có nhiệm vụ câu 100 con cá biển trời đất ơi. Nhưng mà câu lần lần thêm đủ thôi. Rồi bây giờ đưa cái miếng bánh này cho Thanh Đệ hả? Ơi, nhiệm vụ của nói chung là nhiệm vụ của Thanh Mục dễ nè. Chắc là nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối của là Thanh Mục luôn hay sao ấy. Rồi xong luôn, đơn giản. Mình không cần phải đi mua bánh ở bên siêu thị hay là đi vòng vòng vậy. Kiểu ở đây thì nó có sẵn rồi, các bạn chỉ việc chạy qua chạy lại thôi ha. Rồi chắc là đây là nhiệm vụ cuối của Thanh Mục luôn á. Bây giờ mình sẽ qua Thanh Long để làm nhiệm vụ nha. Rồi hết luôn rồi các bạn ơi, giờ chạy qua bên Thanh Long nha. Và từ Thanh Long làm xong thì các bạn chạy tiếp tục qua bên Thanh Đệ, nhưng mà sẽ có những cái nhiệm vụ khó nha. Rồi nhiệm vụ đầu tiên là dẫn Thanh Long tới gặp Thanh Đệ ở khu cấm trại thì phải. Ok bây giờ mình sẽ tới khu cấm trại ha. Rồi khu cấm trại thì Thanh Đệ đứng chỗ đây nha mọi người ơi, các bạn nhớ đứng chú ý nha, đứng chỗ đây, lên cái đồi một xíu á, không phải lên thẳng nha mọi người. Rồi sau đó thì mình sẽ quay trở lại để trả nhiệm vụ cho Thanh Long luôn. Hình như là Thanh Long tới nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối nè, là mình sẽ phải đi câu 3 con cá ở biển nha mọi người ơi. 3 con thôi, 3 con bất kỳ nha. Các bạn có thể câu với biển hay là ở biển gì cũng được, mà các bạn chịu khó chạy ra câu một xíu thôi là các bạn sẽ nhận được cái mùi thằng long đó gì.
thằng mồi gì đó, quên mất tiêu rồi. Và cái đó để một xíu các bạn để sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo nha. Rồi mình đã câu được 3 con rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại để chạy nhiệm vụ. Cái mồi đó bữa các bạn xíu nữa các bạn chạy ra ngoài biển á, các bạn câu thì các bạn sẽ nhận được hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Rồi rồi xong nha, nhận được cái mồi này đó. Cái mồi này các bạn có thể là chế tạo trong khu chế tác nha. Rồi tới nhiệm vụ của Thanh Đệ nha mọi người, hãy tìm ngọc rồng bị rơi. Ok, bây giờ mình sẽ tìm ngọc rồng rơi của cho Thanh Đệ nha. Ở đây luôn, đây đây, nhặt nhanh luôn mọi người nha, làm rơi rớt ra đây thôi. Nhưng mà cái nhiệm vụ khó, nhiệm vụ sau mới khó nha mọi người. Nhiệm vụ sau hình như là nhiệm vụ khó hơn nhiệm vụ này nhiều luôn á. Rồi 5 viên, rồi quay trở lại trả nhiệm vụ cho Thanh Đệ nha. Và nhiệm vụ sau là cái nhiệm vụ mà các bạn phải biết những vị trí thì đi tìm mới dễ hơn, còn thôi đi kiếm mệt lắm nha. Rồi mình sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo nè, trả nhiệm vụ này được 200 mấy nữa. Rồi nhiệm vụ này mới khó nè mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người những vị trí mà hay xuất hiện cái năng lượng này nha. Thấy nhau các bạn ơi, đầu tiên là chỗ này luôn, tiếp theo là chỗ 7 Eleven nè mọi người, và trước cái chỗ nhà hát luôn, chỗ con chuồng hôi nha các bạn. Tiếp theo là chỗ chơi tiệc trò chơi nè, và chỗ trường nha, trường học nha mọi người. Vị trí thứ 6 đó là ngay chỗ Bonobono. Vị trí thứ 7 đó là chỗ cái nhạc nhạc đó, đánh đàn đó mọi người. Bữa nay sao dẹp hết trơn rồi. Vị trí thứ 8, thứ 9 chứ, là cái chỗ bán cá nha. Và vị trí cuối cùng là cái giếng ở sau nhà ma nha mọi người ơi. Rồi và mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nè, xong luôn. Nhiệm vụ hãy thử sử dụng, nhiệm vụ hãy sử dụng mồi thằng thánh đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy cặn câu ra nha, và bỏ cái mồi hồi nãy mình làm nhiệm vụ mình nhận được đó mọi người. Hoặc là các bạn có thể là chế tạo trong khu chế tác cũng được. Còn thôi thì các bạn cứ đi làm nhiệm vụ như mình đi, sẽ nhận được cái mồi thằng thánh này như thế này ha. Và các bạn thả xuống và câu thôi nha mọi người. Rồi nếu mà hên thì lên con rồng 46 luôn, còn hên thì lên cái này giống mình nha mọi người. Ngọc rồng thằng bí ha. Cái ngọc rồng thằng bí này các bạn câu hình như 10 cái thì hình như cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ á. Rồi mình hoàn thành được cái nhiệm vụ sử dụng mồi thằng thánh đó nè. Rồi đó là mình đã hướng dẫn cho mọi người tất cả nhiệm vụ để nhận làm rồi nha mọi người ơi. Và bên cạnh đó để mà nhận thêm nhiều xu nữa thì các bạn hãy nhận cái trong cái nhiệm vụ hàng ngày nha mọi người. Đây nếu như bạn nào mà có tinh tím như mình á thì nhận nhanh luôn. Còn nếu như bạn nào mà không có thì con quảng cáo nha mọi người. Ui nhận cũng nhiều đó nha. 5 nè, 10 nè, 15 nè, 20 nè, 25 nè, 30, 35, 40, 50 nha mọi người ơi, 50, à 60, à quên, hình như là bao nhiêu đó mình tính tầm lâm luôn rồi. Rồi, ở trong phần thưởng miễn phí đó nha mọi người, ở trong đây thì cũng có một mớ tầm đâu đó khoảng 100 mấy, 200 mấy nha. Nhưng mà nhận hết đi. Rồi, vậy là tổng cộng hôm nay làm nhiệm vụ thôi là mình đã nhận được hơn 3.000 nha các bạn, 3.000 xu rồng xanh nha. À, ngày hôm nay thì nhà phát hành có cho mọi người là quà lì xì nữa nè. Đấy, hộp kim cương rồi vé bốc thăm nữa nè. Buổi sáng có những bạn mà bốc thăm cái hộp này thôi á, nhưng mà ra phương tiện luôn. Hên thật sự đó mọi người. Đâu xem thì mình đang có được bao nhiêu nha. 3.400 nha mọi người ơi, 3.400 cái xu này. Wow. Giờ chắc là có thể mình đã nhận được hộp quà đầu tiên rồi, hộp quà thứ hai rồi. Nhưng mà còn những cái nhiệm vụ á thì mình hướng dẫn mọi người tiếp ha. Đây, thì cái nhiệm vụ hãy nhận thần thưởng hai của cửa hàng rồng hộ vệ là cái hộp quà thứ hai đó mọi người. Từ chừng nào mọi người nhận được hộp quà thứ hai này á thì mọi người sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này ha, nhận thêm 15 điểm này nữa. Rồi và tiếp theo nữa đó là đây, hãy đi câu rác ở biển á thì các bạn cứ đi câu rác đi, cứ 5 cái rác là các bạn sẽ nhận được hoàn thành nhiệm vụ này. Hoặc là cái ngọc rồng hồi nãy mình câu cũng tính luôn đó mọi người. Đó là những cái nhiệm vụ mình đã làm rồi. Còn những nhiệm vụ của NPC này, hãy câu cá ở biển này, câu 100 con mọi người ơi. Có 100 con ở biển thì mới hoàn thành được nhiệm vụ này ha. Nói chung là các bạn phải chịu khó là nhiệm vụ câu cá rồi cái kiểu ha. Và tiếp theo đó là nhiệm vụ hãy thu thập 7 viên ngọc rồng á, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp theo. Rồi ngọc rồng á, một viên đầu tiên á thì các bạn vô chỗ tháp vô cực nha, thì nó có một viên đầu tiên chỗ đây luôn, lượm thôi. Rồi viên thứ hai là trước trường học nha mọi người ơi, chỗ cái trạm xe bus nè, nhắn vô lượm luôn nha mọi người. Viên thứ ba thì các bạn chạy vô khu cắm trại nha, và leo lên cái mái nhà nha mọi người ơi. Đây các bạn chạy thẳng tới cái mái nhà luôn, các bạn thấy viên ngọc rồng không, lượm luôn.
Boop 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 bo